Nhiều anh em chơi xạ thủ nhưng lại không biết bản thân phải làm gì để có thể gánh team. Ok, và đây là 3 thứ cơ bản nhất mà đồng đội luôn mong chờ một xạ thủ. Thứ nhất, ưu tiên farm, muốn gây được đam phải có tiền mua đồ. Mà anh em farm kém ấy, chất tướng cho phép các bạn cứ cầm luyện kim cho nó nhanh giàu. Thứ hai, luôn giữ vị trí, hạn chế bị đối thủ bắt vào, đam chủ được nằm xuống, team dễ toang lắm. Thứ ba, di chuyển cùng team, luôn di chuyển cùng team dù bạn xanh ra sao, hạn chế bị bắt lẻ, đặc biệt ở late game nhá, bị bắt cái dễ thua cả trận, đồng đội chỉ cần vậy thôi, chứ yêu cầu gì cao sang đâu. Còn bây giờ vào thực chiến một trận đấu với TNG ngay nhá. Lên cho em quả Agnes có skin 2S của Vio DS ơi. Yêu cầu này quá đơn giản luôn. Huyết ma thần Vio, thần long tí tí, vợ người ta, đầy đủ Vio cho anh em đeo đen thoải mái ha. Thực sự mà nói ấy, anh em nào mà đổi gió hay là muốn tập chơi qua vị trí đó chính là xạ thủ thì chúng ta đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ làm theo 3 điều mà TNG gợi ý thôi, bởi vì đồng đội chỉ cần như vậy thôi anh em ạ. Đôi khi TNG đi sừng nè, đi mid, chỉ cần một cái yêu cầu nhỏ nhoi với đồng đội chứ nào, đồng đội chỉ cần không cần fit, gánh hết. Nhiều anh em công nhận với TNG không? Anh em mà đi đánh đơn ấy thì chỉ cầu mong là đồng đội không fit thôi, còn lại không cần phải nó gánh là gì đâu anh em ạ. Không cần mình phải bút win đâu, chỉ cần không fit, đồng đội gánh hết. Các bạn chỉ cần nhớ cái đó thôi nhá. Kiểu là mình mà non tay ấy thì mình đừng fit, phải giữ mạng, thế là ok rồi, sao phải lăn tan đúng không ạ? Zone ấy thì chúng ta cần một vị tướng trợ thủ ok một tí thì mới thể dễ dàng chơi. Ôi giời ơi, chưa gì đã bị gank rồi kìa. Khổ thân anh Crack. Thà anh ấy Crack kéo chúng thì lúc đấy TNG còn gỡ gạc được một con Heate đúng không ạ? Nhưng mà anh ấy hơi ảo một tí ạ. Chrissy sử dụng mặt nạ hay là trương bùng nổ, các bạn có thể dùng cả hai nhá, nói chung là tùy thôi. Ví dụ như là đối thủ toàn là kiểu như là thằng Malok hay là kiểu Tara, làm quả mặt nạ Berit nó lại quá chất lượng luôn đúng không ạ? Đương nhiên là các bạn có thể sử dụng triệu bùng nổ để cấu thì tuyệt vời. Ôi anh Tôm ơi, anh Tôm Crack ơi, em bảo nè, mình đã kéo kém rồi thì anh đừng có kéo. Anh không kéo thì anh còn dọa được người ta, chứ anh kéo cái này thì người ta biết anh kéo kém thì người ta không sợ đâu. Cấu đỉa từ xa, chờ tưởng là cấu đỉa xa xa mình KS được một tí mạng anh em ạ, nhưng mà chưa, đồng đội vẫn chịu đánh được. Múa lượn có vẻ kinh, kéo đi anh ơi, lần này không thể trượt nhá. Kéo. Ôi trời anh ơi, em bảo rồi, anh đừng có kéo nữa. Thôi giữ lại chiêu thức đi để cái thằng Na nó còn sợ đúng không ạ? Đây đây đây, cái thằng Rat. Thằng Rat nó đã tung xịt chiêu rồi các bạn ơi, tuyệt vời quá. TNG với mọi người cho mình hỏi là Bison, Zan, Slim nên lựa chọn vị tướng nào để đeo rank ổn? Nói chung là ba con này đều ok nhá, con Lorion thì nó còn phải tùy trận một tí. Chứ còn Bison nè, Zan thì các bạn cứ thoải mái đi, Slim để trị một con tanh tanh thì quá tuyệt vời, vẫn giữ vị trí tốt nhờ cái chiêu hay của mình, ok chưa? Ưu tiên nhất vẫn là con Bison nhá, bởi vì Bison là nó quá là đa năng luôn anh em. Đi rừng đi top để ok, mà lại còn mạnh nữa chứ, không phải lan tăn đúng không ạ? Còn con Zan ấy nó phải kéo lết. Thành ra nếu mà đồng đội mà toàn là thể loại như kiểu là Triệu Vấn này, rồi là Laurel này, hay là Zone này, thì xin thưa với anh em là đừng có đụng vào con Zan. Nếu không là sợ là nổ nhà, còn chưa làm được cái gì đâu các bạn. Trời ơi, anh chắc tôi phải chat cho anh Crack bảo là anh đừng có kéo nữa mất thôi. Đương nhiên là có anh Crack ở cạnh ấy thì cũng rất là uy hiếp đúng không ạ? Nhưng mà anh ấy đáng ra là phải nhớ một cái quy tắc mà TNG từng chia sẻ với anh em, đó chính là mình đã kéo kem ấy, bớt kéo thôi đúng không ạ? Đấy. Anh làm thế thì thằng Nagrod nó sợ thì sao? Yeah, mình xin cái bùa đỏ luôn các bạn ơi. Anh Crack trận đấu này có vẻ như là muốn xịt nhiều ở đoạn đầu và dồn tất cả nhân phẩm để mà ở đoạn cuối game, kiểu là giao tranh quyết định đó anh em, để mà tung ra những cái pha kéo, những cái pha tấn công nó hoành tráng nhất. Nói chung là hiện tại bây giờ anh ấy đang nắm cái vai trò chính là dọa ma là chính thôi anh em. Chứ còn những cái pha kèo anh ấy thì TNG chưa thấy nó thành hiện thực cho lắm đúng không ạ? Nhưng mà không sao, có một cái thằng trợ thủ nó chịu đi kẹo cạnh mình là TNG cũng không có vấn đề gì cả luôn. Chỉ cần nó theo mình thôi. Đấy đấy đấy, anh lại làm thế rồi. Chiêu 2 của anh toàn xịt nhưng mà chiêu cuối thì cũng được đấy. Được, nói chung là sử dụng tốt các bạn ạ. Hút đam cho team được nè, khống chế cho team thì cũng tạm tạm. Chỉ mối tội là cái khả năng đột biến thì chưa thấy. Kiểu là chiêu 2 xịt thì đột biến nó ra hả anh em? Zuka và Nagrod và... Zuka, Nagrod và Quy nên pick vị tướng nào để ra rank S ơi? Zuka, Nagrod, Quy, trời sao phải hỏi? Nếu mà coi TNG thường xuyên ấy, ba vị tướng này đều là những vị tướng mà TNG gợi ý cho anh em chơi thì chẳng có lý do gì để mà lan tan cả. Có rồi thì chơi đi, chơi cả ba luôn cho hoành tráng nhá, ok chưa?
chơi cả ba đi cho nó tuyệt vời. Bởi vì ba con này ấy, nếu cần và nếu thích ấy, có thể cầm cả đi xương đi top bình thường. Đương nhiên là ngoại trừ cái thằng Nagrod thì mình không ưu tiên, bởi vì Nagrod mà không có bùa xanh ấy, thì rất là buồn đúng không ạ? Chứ còn Zuka với lại con Quy ấy, thích đi rừng đi được, mà thích đi top thoải mái luôn đúng không ạ? Khô máu luôn đấy chứ. Cầm mấy con bài như kiểu là John này, rồi là Laurel, Triệu Vân này thì ở trong một cái team như vậy, các bạn đừng có nóng vội nhá, từ từ thôi. Chỉ có cách là phải đánh từ từ, chúng ta mới thể chiến thắng được. Đây đây đây, đồng đội tới rồi kìa. May quá, bọn nó không bắt được mình. Chỉ cần mình được free bắn thôi các bạn, thoải mái chơi luôn. Ôi rồi anh em thấy không? May mà đối thủ còn sợ anh Grack, chứ không thì tôi không biết là ngoài chiêu cuối tuyệt vời của anh ấy ra thì tôi không biết là còn tác dụng gì không. Ok, chúng ta hãy cùng chờ đón một cái pha kéo thần sầu của anh Grack để mà giải hạn đi, tạo ra những pha đột biến. Chứ bây giờ sắp end game rồi mà anh Grack cứ trượt thế này thì buồn lắm anh ơi. Bây giờ ở trong trên clip là 10 phút rồi, TNG có nhảy đoạn cho anh em nha anh em nhá, chứ không phải là cho anh em coi hết đâu. Bởi vì đây là một clip dài, TNG muốn cho anh em thấy được rằng chơi xạ thủ chúng ta cần gì đúng không ạ? Hên cái là được cái ông trợ thủ nó đi theo mình suốt cơ, tuyệt vời. Em chơi tanh mà gặp nhiều phép quá thì lên cả gươm Urie và huân chương cho được không? Chơi tanh thì sao phải lên cả Urie hả em? Đã chơi tanh ấy, nếu cần thì huân chương cho, còn thích ấy thì có thể giáp gai A, tùy xem tướng địch là ai. Và nếu cần thêm ấy, làm cái quả thuấn nhâm thạch cho nó chất lượng đúng không ạ? Như vậy thì các bạn có thể bao đam rồi, sợ gì đâu. Lúc đầu tôi đọc tôi tưởng là cầm chủ lực hay là cầm xạ thủ cơ, chứ còn cầm tanh thì quan trọng gì á? Hay là bạn hỏi là có thể lên được hai cái một lúc hay không á? Thì đương nhiên là có. Chẳng qua là tanh thì mình cứ phải lên đồ theo kiểu tanh đi bạn nhá. Còn nếu mà kiểu là tanh lên đam kiểu như con ma lốc hay gì đấy ấy, thì còn phải tùy xem chất tướng của nó hiệu quả ra sao. Ok chưa? Trận đấu này của team mình thì nó khá là ố dề. Nếu mà anh em mà kiểu như là bị toang ở đoạn đầu ấy thì nguy cơ mất cả trận đấu hay là đồng đội đầu hàng rất cao. Nhưng mà may quá, không hiểu sao pick thế này mà đồng đội anh em thấy ạ, 17 năm ạ. Ôi trời ơi. Team đối thủ có phải dạng vừa đâu. Rat, Marok, Nagrod, lại còn thêm quả Aiza, đều là những vị tướng ở đầu và giữa game rất là băng nổ nha anh em nhá. Nhưng mà khổ quá, không biết là mấy bố đánh kiểu gì để cho một cái đội hình có 1, 2, vâng, 3 thằng lết anh em ạ. Một đội hình có 3 thằng lết mà đè cho te tua luôn. Sợ thật đấy. Chứng tỏ điều gì hả anh em? Chứng tỏ là ở đánh đơn ấy, dù là chất tướng vượt trội, dù là đội hình ghê gớm, nhưng mà nếu mà không chơi hay là không kết hợp tốt ấy thì đều đồng dạng là có thể toang hết nha anh em nhá. Vậy nên nếu mà các bạn đi đánh đơn mà gặp cái đội hình nó không được ok, nó không được kiểu là chuẩn bài như giải đấu cho lắm, kiểu là anh em mất tự tin đó, thì các bạn cứ yên tâm chơi đi. Đúng không? Anh em thấy đây là một cái ví dụ minh họa quá là hợp lý đúng không ạ? Và TNG cảm ơn anh em đã tin tưởng TNGshop.vn nhá. Mua nick, mua tài khoản, mua arc deck rất là nhiều. Và nếu các bạn gặp bất kỳ sự cố gì, hãy liên hệ để mà nhân viên giải quyết cho. Nhân viên mà chưa giải quyết tốt cho bạn ấy thì gửi ngay cho Trảm Game TNG. Đây là fanpage của Trảm Game nè. Đó, có link ở phần mô tả nha anh em nhá. Link shop và link fanpage đầy đủ cho anh em luôn. Ơi hay nhở đấy anh em đúng không ạ? Anh Grack đã lấy tất cả cái sự may mắn ở đoạn đầu game, kéo toàn trượt, bây giờ là kéo quả nào dính quả đó. Trời. Chứng tỏ đây đó cũng làm cái gì đó nó rất là bí kíp đúng không ạ? Kiểu như là dồn tất cả sự may mắn vào giai đoạn cuối game để tạo nên những cái cú kéo quyết định. Hoặc đơn giản hơn là chiêu 2 có thể trượt, nhưng mà chiêu cuối là phải hút trứng 3 hoặc là 4 thằng thì mà tối đa hiệu quả đúng không? Ok, còn anh nè các bạn ơi, test nhanh nhá, test nhanh nhá. Ui, sức mạnh của anh kìa các bạn. Wow. Nhìn anh hơi te nhảy tưng tưng kìa, quá là nguy hiểm luôn. Trời ơi, lính chậm quá các bạn ơi, lính chậm quá. Không biết là cái ép nổi không, đồng đội thì chạy hết rồi. Giờ chỉ còn Grack thôi, Laurel. Úi 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 úi, Malok, sấy đẹp luôn các bạn. Wow. Sấy quả nào ra quả đó, nhưng mà chúng ta hiện tại là hết chiêu và thâm máu rồi, phải từ từ thôi. Ôi, quả hút chất lượng phết nhở. Quy nè, Triệu Vân nè, băng xả liên hoan. Mình thì phải từ từ đây, đây, liếm. Trời ơi, hơi nhanh rồi. Có lính nha các bạn nhá. Không biết là có thể end game được hay không đây. Sợ là cái thằng Heate nó lao ra kịp để mà thủ trụ thì rất là nguy hiểm. Thôi không được rồi, có ông Rat nè. Rất là khó các bạn ơi, sợ thằng Quy bị đá chết luôn nè. Ui, anh Quy chất lượng đấy, anh Quy chất lượng đấy. Được, đứng lại.
anh Quy lao ra mà người ta bảo là tiên hạ thủ vi cường anh em ơi. Thế là oánh cho anh Rat bay màu luôn. Tuyệt vời. Đây, một mình thằng Hete mình không sợ đâu. Để xem là nó có dám chiêu cuối ra không. Đấy, nó mất liều rồi nha các bạn nhá. End game nè. End game. Và đó chính là zone. Và một chút lưu ý khi bạn muốn đổi gió để mà chơi có bị tướng xạ thủ. Đó là những điều mà đồng đội cần ở một tướng xạ thủ nhanh em nhá. Đó chính là biết giữ vị trí nè, biết farm. Và quan trọng là nếu mà non ấy thì đừng có feed. Trời ơi, file vừa rồi cứ tưởng là end game được rồi các bạn ơi. Thế là lại phải đánh thêm nè. Cuộc đời lắm màu sắc thế nhở. Nhiều khi mình tưởng là xong rồi nhưng mà cũng chưa xong được đâu. Nên thôi, bây giờ đánh anh em ạ. Đánh quả nào, chắc suất quả đó. Ăn luôn các kiểu ma thần. Ép cứ gọi là tuyệt vời. Như thế mới gọi là chắc cú được chứ. Chứ bây giờ mà chơi kiểu ỏng ẻo như cái vừa rồi ấy, rất nguy hiểm. Bởi vì thằng Hete thứ nhất nó cũng có đồ nè. Bây giờ nó còn có sự tin tưởng của thằng ấy ra. Nguy hiểm quá cơ. Nhưng mà team mình lết rồi anh em. Phút 16-17 nè. Team mình zone lết nè. Daurel lết nè. Trời ơi, Triệu Vân bổ quả nào thì tan xương quả đó. Tầm này thì một cái thằng Hete nó tuổi gì hả các bạn ơi. Lần này là end game thật này các bạn. Lần này end game thật nhá. Có đủ tiền để mua bán đồ không sợ ở đây. Con ma thần đang lao vun vút lên. Ở sang mùa sau ấy, chúng ta để thoải mái thả ma thần ở bất kỳ đâu. Và tạo ra một cái sóng năng lượng quá tuyệt vời đây đây. Úi giời, ghê. Bán đồ ngay. Ok nhá, đừng quên comment dưới video để trao đổi với TNG ở trong clip sau.